Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Westminster. Căn nhà được rao bán là 850.000, 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, rộng 1.200 square feet và lot size là 6.000. Thì nằm trong một khu vực cũng rất là tốt của Westminster, nằm trên đường Beach và đường Trash từ Freeway 22 mình đi vô ha, rất là gần, thuận tiện ra Freeway, chợ búa và giống như là những cái tiện ích xung quanh ha. Thì căn nhà này tại sao nó lại có cái giá mà khá là rẻ so với thị trường như vậy, thì bây giờ mình sẽ quay một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Ok mọi người, đây là cái khu vực trước nhà của căn nhà này ha. Cái nhà này thì nó không có nằm ngay cái ngã ba ha, nó nằm chết hoàng tí. Khu vực này cũng khá là tốt của Westminster ha. Cái đường nhỏ này mình chạy ra quẹo phải đây một cái nè, rồi ra gặp đường Beach, rồi từ đường Beach mình về Busa thì cũng có 5 phút mà thôi. Thì đây là cái căn nhà ha mọi người. Căn nhà là một căn nhà cũng nhỏ, rất là dễ thương. Có new roof này nọ ha, họ cũng sản xuất là khá là tốt. Thì họ cũng có một cái driveway rất là rộng ở đây. Driveway rất là rộng ở đây ha. Thì căn nhà này được rao bán là 850.000, một cái giá mà có thể gọi là khá là rẻ so với thành phố Westminster, mặt bằng của thành phố Westminster. Có thể là tại vì cái lot size nó nhỏ, chỉ có 6.000 thôi. Nó chỉ có 3 phòng ngủ, 1 phòng rưỡi tắm thôi ha. Hồi nãy mình nói 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, nhưng mà mình coi lại rồi, nó là 3 phòng ngủ, 1 phòng rưỡi tắm. Thì đây là cái khu vực trước nhà ha mọi người. Cũng khá là tươm tất ha. Nói chung ra cũng khá là tươm tất. Những cái chi tiết thì mình thấy nó cũng ngoài, nó cũng hơi khá là, nó cũng hơi cũ một tí thôi, nhưng mà có về mình vô mình về mình sơn lại, thích chấp lại một tí là cũng được rồi ha. Đó, nhà này mình thấy cũng ok lắm á. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong ha, mình quay cho mọi người coi nha. Ok mọi người, đây là phía bên trong của căn nhà này ha. Căn nhà này là một cái căn nhà cũng khá là dễ thương, họ cũng sơn sửa lại, làm mới lại ha, và trang trí cũng khá là bắt mắt. Căn nhà này rộng 1.300 square feet nha. Hồi nãy mình nói 1.200 nhưng mà nó 1.209 mấy đó, nó cho 1.300 đi ha. Thì đây là cái khu vực phòng khách nha mọi người, họ cũng giặt thảm, thay thảm mới nè. Rất là đẹp ha, cái phòng khách nó có rất là nhiều cửa sổ ở đây, rất là thoáng. Có vẻ nó hơi cao ha. Cái tường phía sau nó hơi, cái hàng rào phía sau nó hơi thấp đó, mình nhìn ra phía sau mình thấy luôn cái nhà hàng xóm luôn. Ok, có thể mình phải nâng cái hàng rào lên đó. Thì kế bên phòng khách là cái kitchen ha, cái kitchen. Thì cái khu vực kitchen này cũng rất là mới cho mọi người ha. Họ thay là toàn bộ kitchen cabinet, kitchen countertop ha. Cũng rất là ok, họ cũng thay đổi hết trơn rồi. Bên kia là cái phòng dinner room ha. Thì bây giờ bên đây đó, bên đây thì chúng ta thấy là chúng ta có ba phòng ngủ ở đây ha. Ba phòng ngủ ở đây nhìn cũng rất là đẹp, rất là ok ha. Rồi ở đây là cái phòng tắm, đây là cái phòng tắm chính của cái nhà này ha. Phòng tắm chính, thì cái phòng tắm chính ở đây chúng ta có cái standing shower và cái bathtub luôn đó. Bên đây kế bên là toilet, nói chung là sàn gỗ họ cũng thay ra rồi, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Thì bên này là cái phòng ngủ thứ hai ha. Phòng ngủ thứ hai cũng, những cái phòng ngủ nó cũng khá là lớn ha. Nói chung là cái bản thân căn nhà này nó 1.300 square feet nên nó những cái phòng ngủ và những cái phòng ốc này nó nhìn nó khá là thoáng ha, rất là thoáng, có cửa sổ lớn này nọ, rất là ok luôn. Thì bây giờ mình đi qua bên này, thì bên này là cái khu vực kitchen, cái dinner room hồi nãy ha. Cái nhà này mình không thấy cái nó là slab foundation mà mình thấy cái foundation nó khá là cao so với những cái nhà kế bên, không biết họ có raise cái foundation lên không ha. Mà mình thấy là mọi người thấy cái fence kế bên đó, cái nhà này nó khá là cao so với cái fence. Mình đứng đây mình thấy qua luôn cái nhà bên cạnh luôn đó. Ok, đây là cái phòng ngủ cuối cùng ha. Phòng ngủ cuối cùng thì ở đây chúng ta có một cái half bath ở đây ha, có một cái half bath ở đây, và cái kế bên là cái phòng laundry room. Thì bên này chắc là closet, cái cửa closet nó nằm ở đây. Rồi bây giờ mình đi ra bên sau, phía sau. Ok, rồi đây là cái khu vực phía sau của căn nhà này ha. Thì bên đây chúng ta có một cái detached garage. Phía bên này thì chúng ta có cái phần đất khá là, cái đất này nó cũng vuông vức ha mọi người,
còn một cái khoảng đất khá là rộng ở phía sau để chúng ta có thể làm gì cũng được. Khu này thì họ khu vực thành phố Westminster này cũng khá là dễ dàng trong cái việc mà xin giấy phép xây dựng ADU này nọ ha. Họ cũng có một cái driveway rất là lớn để chúng ta có thể đậu xe nhiều đó, đậu xe nhiều. Nói chung cái nhà là một cái nhà rất là dễ thương ha. Giá cả rất là phải chăng, nhưng mà mình không biết rằng họ mình cái giá này nó khá rẻ so với thị trường, thì không biết là mình chúng ta có thể trả lên tới bao nhiêu hả. Cái đó thì mình hơi thắc mắc ha. Mình có thể người buyer của mình có thể họ rất thích cái nhà này. Rồi, nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like comment trên cái video. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình. Số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nha. Để mình quay lại một cái khung cảnh ha. Toàn bộ cái khu nhà, cái nhà này ha. Đó. Rồi, bye bye mọi người. Nếu như ai có những cần biết thêm thông tin về cái căn nhà này, xin hãy gọi cho mình nha. Nói chung là cái setup, cái layout của nhà này cũng rất là ok ha. Phòng khách ở giữa, phòng bên một cái phòng ngủ bên kia, hai phòng ngủ bên này thì nó separate cho chúng ta. Có thể chúng ta có thể có ông bà cha mẹ rồi ở thì nó separate ra, nó riêng ra, nó riêng tư cho mọi người ha. Rồi. Đất thì chỉ có 6.000 thôi, thấy hơi nhỏ ha. Hơi nhỏ thì 850 thì nói chung ra cũng khá rẻ nhưng mà không có rẻ nhiều. Đó, mình có thể mình trả lên cỡ 900 hơn là được. Ok, rồi, bye bye.